xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với 4 bánh auto. Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu sedan nhập khẩu giá rẻ và tiết kiệm nhiên liệu. Đó là một chiếc Hyundai Verna nhập khẩu nguyên chiếc đời 2008, một chiếc xe số sàn, một chủ từ đầu và biển Thái Nguyên luôn. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe này. Đó. Thì đối với dòng Hyundai này thì cũng có rất nhiều phân khúc xe khác nhau và cũng có rất nhiều phiên bản nhập khẩu. Tuy nhiên thì đây là một chiếc Verna máy 1.4, máy của ghế đó, máy chỉ bằng một chiếc click, máy 1.4 và hoàn toàn là một chiếc sedan và số sàn. Thì đối với dòng Verna này thì cũng có rất nhiều phiên bản về số sàn, số tự động. Thì trong thời gian vừa rồi tôi cũng salon cũng có bán một vài chiếc số tự động. Tuy nhiên thì đây là một chiếc xe số sàn và form dáng cũng rất là đẹp và hoàn toàn một chiếc xe cứng, không qua dịch vụ taxi. Hoàn toàn quý vị và các bạn có thể lựa chọn chiếc xe này và chạy gia đình hoặc chạy thêm dịch vụ rất là tốt và form dáng đẹp. Đây, hoàn toàn máy 1.4 này. Đó, Verna biển Thái Nguyên, biển 4 số. Thì đối với dòng Verna này thì về form dáng của nó là một chiếc sedan thì hoàn toàn cũng nhìn cũng khá là đẹp. Và toàn bộ lốp láp của chiếc xe này thì đặc biệt rất là mới và đều, cũng như là la răng thì vẫn là la răng thường. Tuy nhiên thì có bọc giả gỗ, giả la răng đúc bên ngoài. Đây. Đó, nhìn cũng rất là đẹp. Về toàn bộ cua lốp này. Đó. Đây, hoàn toàn rất mới, không có một chút gì gọi là mục mọt cả. Đó. Ở đây toàn bộ phần gầm này. Đây, toàn bộ đường ba bô lê này. Đó. Và toàn bộ gầm đây. Toàn bộ gầm này. Đó, và lốp láp đều rất mới. Thì đó là một chiếc Verna nhập khẩu số sàn. Và tôi sẽ quay chi tiết về phần ba đợt sốc cũng như là phần đầu và toàn bộ pha đèn. Thì đây, toàn bộ hệ thống lưới tản nhiệt này. Và pha đèn hoàn toàn rất sáng đây. Và toàn bộ sơn si cũng như là đánh bóng và tất cả các đường vân dọc theo xe nhìn còn rất là sắc nét. Về bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước, thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần nội thất của chiếc xe này. Thì đây là toàn bộ nội thất. Nội thất nó vẫn là nội thất nỉ nguyên bản. Đây, nó là nỉ nguyên bản và có áo ghế đây, cũng như là trần nỉ nguyên và trần rất là sạch, cũng như là hoàn toàn không có một vết bẩn cũng như xù rách nào. Thì đây là toàn bộ hệ thống đèn trần này. Đó. Đây. Và đối với dòng Verna này thì đối với số tự động thì luôn luôn nó là một chiếc xe có cửa nóc. Và nhập khẩu nguyên chiếc thì máy 1.4 thì về độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 6 lít 100 cây thôi. Và đây toàn bộ củ số đây. Đó, hoàn toàn sần nguyên và tất cả các số được khắc trên củ số này hoàn đều sắc nét, không bị bai màu hay là bị mờ đi. Và đây là toàn bộ vô lăng này, có tích hợp điều chỉnh âm thanh luôn trên vô lăng đây. Đó. Và có bóng khí trên vô lăng luôn. Đó. Một chiếc xe đời 2008 mà giá chỉ 190 triệu và hoàn toàn là một chiếc xe nhập khẩu. Option thì đầy đủ về màn hình DVD, hệ thống cam lùi và điều hòa thì cực mát luôn. Và toàn bộ những logo được in trên phần điều hòa cũng như là trên các nút bấm này thì đều rất là sáng và nét, không bị bai xù và hoàn toàn một chiếc xe chính chủ tư nhân và biển Thái Nguyên luôn, biển tỉnh của salon luôn. Ở đây toàn bộ táp ly này hoàn toàn sần nguyên đây. Đó, tất cả chi tiết. Đây, 4 tâm ly này. Chiếc xe này thì đều gương chỉnh điện cả, gương kính đều chỉnh điện. Đó, đây. Gương kính đều chỉnh điện. Đó. Và tất cả ghế đều là nỉ nguyên bản. Thì đối với phần nỉ này thì hoàn toàn chúng ta phần nỉ để, nếu mà để nỉ nguyên bản về nội thất ghế thì nó sẽ hơi hôi một chút. Thì nếu ai mà khi mua chiếc xe này thì chúng ta vẫn có thể để áo ghế này hoặc là chúng ta bọc da vào. Đó, đây, toàn bộ nỉ vẫn còn rất là đẹp và sạch. Đó, chủ rất là giữ xe. Về toàn bộ tắp lô này,
Đó, hoàn toàn sần nguyên chưa? Nguyên như từ nhà sản xuất luôn. Đó, rất là đẹp. Một chiếc xe gầm bệ, máy móc đều rất là tốt và tiết kiệm nhiên liệu. Thì hoàn toàn quý vị các bạn có thể tham khảo video để lựa chọn chiếc xe này. Và chúng ta sẽ cùng đi về phần máy của chiếc xe này. Và đây là toàn bộ khoang máy của chiếc Hyundai Verna đời 2008, một chiếc xe nhập khẩu này. Đó, đây phần máy này, da máy hoàn toàn rất là trắng luôn. Đó, rất trắng và sáng. Đó, chúng ta nhìn là chúng ta có thể biết được là chiếc xe hoàn toàn chạy rất là ít. Đây, toàn bộ phần da máy này. Và toàn bộ răng này. Tai đèn. Đây, toàn bộ máy, tất cả chi tiết của phần ốc này. Đó, toàn bộ phần răng đây. Toàn bộ keo chỉ lắp capo này. Hoàn toàn nguyên bản, bảo hành cho quý vị và các bạn về đâm đụng cũng như là ngập nước 190 triệu là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này, bao gồm cả phí rút hồ sơ. Đó, đây phần nỉ khoang máy này nguyên. Đó. Và đây là video tôi đã quay và giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc Hyundai Verna nhập khẩu số sàn đời 2008 và có giá khoảng 190 triệu. Thì nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn điều gì về các dòng xe khác thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại tôi để phía dưới màn hình hoặc là comment trực tiếp dưới video luôn. Xin chào và chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.